xin chào các vị pháp sư các vị đồng tu xin mời ngồi mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận Hòa nguyên quán kinh văn tờ thứ mười bốn hàng thứ tư hàng thứ tư xem từ câu thứ hai vấn chúng sanh vô biên khổ nghiệp vô biên dân hà bồ tát nghi năng phổ đại chúng sanh thọ khổ Đây là đại sư giả thiết một vấn đề. Cái vấn đề này cũng là chúng ta thường hay gặp phải. Chúng ta xem giải đáp của đại sư đáp. Bồ Tát đại chúng sanh thọ khổ giả do đại bi phương tiện lực cố Đảng dị chúng sanh vọng chấp Bất liễu nghiệp thể Tùng vọng nhi sanh Vô do xuất khổ Bồ Tát giáo linh Tu chỉ quản lưỡng môn Tâm vô tạm thi Nhân quả tan vong Khổ nghiệp Vô do đắc sanh Đảng linh bất nhập tam đồ danh vi phổ đại chúng sanh thọ khổ đức giả đây là nói bốn đức trong tự tánh tự nhiên lưu xuất ra bốn đức Đây là cảnh giới gì? Chúng ta không thể không biết. Đối tượng Phật nói Kinh Hoa Nghiêm Cũng chính là nói Được cờ người hiện tại chúng ta gọi là Đối tượng Vì hạng người nào nói Là vì 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của thế giới hoa tạng mà nói giờ đây có thể biết đây là ở chỗ nào vậy đây ở cõi thật báo trang nghiêm của chư phật hay nói cách khác không phải ở mười pháp giới càng không phải ở sáu cõi cho nên nói được đơn giản thiết yếu như vậy văn tự tuy là không nhiều nghĩa lý mỗi câu mỗi chữ không có cùng tận để chúng ta từ chỗ này sâu sắc thể hội được chư phật như lai pháp thân bồ tát Tại vì sao có thể ứng hóa đến Mười Pháp giới Thích Ca Mâu Ni Phật Cùng chư Đại Bồ Tát Tại vì sao có thể ứng hóa đến cái địa cầu này của chúng ta Vì liền tường tận rồi Là tự tánh vốn sẵn Có bốn đức này cái thứ nhất tùy duyên diệu dụng đức chúng sanh có cảm phật bồ tát liền có ứng chúng sanh ở đây là chúng sanh của mười pháp giới tuy nhiên liền có ứng tuy nhiên tùy duyên Diệu dụng là gì? Diệu dụng là bất biến Cái gì là bất biến? Giống như Đại sư Huệ Năng đã nói Tâm thanh tịnh bất biến Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Đại Niết Bàn bất biến không sanh không diệt ẩn tạng vô lượng bất biến nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ tự tánh ẩn tạng vô lượng trí huệ vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Không luận là ở cõi thật báo Ở mười pháp giới Thậm chí ở địa ngục ba đường Không chút thay đổi nào Tự tánh vốn định Năng sanh dạng pháp Năng sanh dạng Pháp là tùy duyên Bốn điều phía trước là diệu dụng Hiện tại chúng ta Có tùy duyên Không có diệu dụng Chúng ta tùy cái duyên gì? Chúng ta tùy cái duyên nghiệp lực Cho nên nó không diệu Chư Phật Như Lai là tùy cái duyên của tự tánh đức dùng tự tánh vốn đủ cho nên các ngài có thể làm đến tùy duyên bất biến bất biến tùy duyên cho nên các ngài có thể thay chúng sanh khổ cái thứ hai cái đức thứ hai Oai nghi trụ trì hữu tắc đức Không luận Thị hiện Thân tướng như thế nào Họ có tắc Tắc chính là quy củ Trật tự Nguyên tắc đây là cái gì đây là tự tánh đây là tánh đức khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm tùy thuận tánh đức đây gọi là hữu tắc vậy hiện tại chúng ta thì sao chúng ta mê mất tự tánh cho nên tùy duyên tùy theo duyên khổ không nói ra lời rõ ràng nhất là khởi tâm động niệm tùy thuận phiền não tập khí của chính mình tùy thuận tự tư tự lợi của chính mình đang thay đổi đó là khổ hại vô biên Họ không tùy thuận tự tánh Tự cho là thông minh Tự cho là có trí huệ Đức thứ ba là Nhu hòa chất trực biểu hiện ở bên ngoài nhiếp thọ chúng sanh chất trực là tâm bồ đề Trực tâm là đạo trạng. Bồ Tát Mã Minh ở trong Đại Thừa khởi tính luận nói với chúng ta cái gì là tâm Bồ Đề. Thể của tâm Bồ Đề là trực tâm, chất trực. Trong đây không có cái tướng công dẻo cái gì gọi là công dẻo khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì là công dẻo không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước đó gọi là trực tâm ai có trực tâm bồ tát mới có a la hán vẫn làm không được cho nên tâm bồ đề vừa phát nghiệp chướng vô thị kiếp liền tiêu trừ vì sao vậy nghiệp chướng là vọng tâm tạo ra bồ đề tâm vừa phát ra chân tâm hiện tiền vọng tâm không có Vọng tâm tạo ra một số nghiệp chướng Thấy đều không thấy Đây mới gọi là thật Hoàng nguyên Vọng tận hoàng nguyên Không còn dùng vọng tâm Dùng chân tâm Người dùng vọng tâm ở mười pháp giới bồ tát trong mười pháp giới phật trong mười pháp giới đều vẫn dùng là vọng tâm thế nhưng trong mười pháp giới pháp giới bốn thánh tuy nhiên dùng vọng tâm cùng bồ tát dùng chân tâm rất giống vì sao vậy bởi vì họ học bồ tát Học được rất giống Học được rất giống Họ không phải chân tâm Ở trong Pháp Tướng Tông nói Họ còn dùng là A lại gia thức Chưa chuyển thức Thành trí A lại gia là vọng tâm ghi nhớ vô minh bất giác sanh tam tế cái tam tế này chính là a lại gia a lại gia cái thứ nhất gọi là nghiệp tướng nghiệp tướng nghiệp tướng chính là chấn động chính là một niềm bất giác một niệm bất giác chính là nghiệp tướng Từ nghiệp tướng Lập tức liền phát sanh Cái thứ hai là chuyển tướng Từ chuyển tướng liền sanh cảnh giới tướng Chuyển tướng là cái gì? Hiện tại chúng ta gọi là hiện tượng tinh thần Hiện tượng tâm lý Cảnh giới tướng là hiện tượng vật chất. Chúng ta có thể nói thế giới vật chất xuất hiện. Thế giới tinh thần xuất hiện. Vật chất cùng tinh thần đồng thời sanh khởi. Có tinh thần, nhất định có vật chất có vật chất nhất định có tinh thần hai cái này vĩnh viễn không thể phân khai sự việc này nếu không phải là phật bồ tát thì hiện đem cái tướng chân thật này nói ra cho chúng ta Chúng sanh trong mười pháp giới Diễn diễn Không thể tường tận Mê ở trong vọng tưởng Mấy người có thể hồi đầu Vừa hồi đầu Liền thấy được tánh cho nên trong phật pháp thường nói hồi đầu thị ngạn kiến tánh thành phật kiến tánh là thấy được chân tâm của chính mình thấy được bổn tánh của chính mình bổn tánh là như thế nào Thích Ca Ni Phật Minh tâm kiến tánh Nói ra dáng vẻ của kiến tánh Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nói được rất tường tận Dùng hết bao nhiêu thời gian Nhân gian này chúng ta gọi là Nhị thất 14 ngày mười bốn ngày có thể nói xong sao có thể vì sao vậy người kiến tánh không có thời gian cũng không có không gian có thể đem vô lượng kiếp rút thành một niệm cũng có thể đem một niệm triển khai ra liền biến thành vô lượng kiếp thời gian là có thể co giảng tự tại không có không gian không gian không có Không có cự ly Đây là chân tướng sự thật Cho nên thời gian cùng không gian Không phải là thật Vào ba ngàn năm trước Phật đã giảng được rất thấu triệt Nhà khoa học cận đại Cũng phát hiện phát hiện thời gian không gian không phải là thật thế nhưng họ không biết làm thế nào siêu diệt thời không khoa học hiện tại vẫn chưa làm được phật làm được rồi kỳ thật trước khi phật chưa xuất thế người ấn độ sớm đã làm được bà la môn cổ xưa họ tu thiền định thiền định có thể đột phá không gian duy thứ Sức định càng sâu Bạn đột phá không gian càng lớn Tôn giáo học phái Của Ấn Độ xưa Đều vô cùng chú trọng thiền định Tứ thiền bác định Là họ tu Cũng chính là nói Họ đem thiền định phân làm tám giai đoạn tám cái đẳng cấp cao nhất là định thứ tám ở trên kinh phật nói chúng ta đạt được cái thiền định này người ở trong trời tứ không là cao nhất phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên trong sáu cõi đây là thiên đỉnh hướng lên trên thì có thể đột phá sáu cõi thì sáu cõi liền không còn đây là quan ải đột phá thì vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi thế nhưng họ không làm được họ đến được chỗ này thì không thể hướng lên trên nữa đây là hiểu sai cho rằng Chính là Thế tục thông thường Gọi là Đại Bác Niết bàn Khởi nguồn của vũ trụ Khởi nguồn của sinh mạng Cho rằng chính là chỗ này Đây là một sai lầm rất lớn A-la-hán thông minh hơn họ A-la-hán à không xả bỏ Tiếp tục vào thiền định sâu hơn Phật Pháp gọi là cửu định Siêu diệt rồi Siêu diệt mới gọi là chánh giác Họ chứng được gì bất thoái không còn đọa vào trong sáu cõi đại sư ở chỗ này cũng vì chúng ta viết ra bồ tát giáo linh tu chỉ quán lưỡng môn chỉ quán chính là thiền định không tu pháp này không được không ra khỏi khoa học có thể dò tìm dùng phương pháp máy móc để giúp đỡ thế nhưng thành tựu của nó rất có hạn nó có thể giúp chúng ta dò tìm thế giới vật chất không cách gì dò tìm được thế giới tâm linh Khoa học kỹ thuật giải thích với chúng ta thế giới vật chất giải thích gần giống tương tự không phải thật. Nếu như có thể giải thích thế giới tâm linh thì đối với thế giới vật chất giải thích càng được thấu triệt. Giải thích tâm linh phải dựa vào trí huệ khoa học phương tây dùng là tri thức tri thức là có phạm vi có giới hạn trí huệ không có những đạo lý này trong kinh giáo đại thừa nói được rất nhiều. Nói được thấu triệt. Khoa học, khoa học gia đích thực khẳng định giữa vũ trụ có rất nhiều không gian gì thứ khác. Ngày trước Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi Ông là nhà khoa học Về khoa học trong trường đại học Nhà khoa học cận đại Dùng phương pháp khoa học để chứng thực Chỉ ít Có 11 loại Tầng không gian duy thứ khác Đang tồn tại Từ trên lý luận Thì nói là vô lượng Không có số tự Loại hiện tượng này từ đâu mà ra Họ không biết được Phật Pháp biết là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra vọng tưởng phân biệt chấp trước không có bờ mé cho nên không gian duy thứ khác là không có số lượng thế nên Người tu thiền định Không có gì khác Chính là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả Bạn xem cái thứ này vừa buông xả Không gian duy thứ liền không còn Chân thật là cái gì? Gọi là pháp giới nhất chân Đó là thật Trong cái thế giới đó không có duy thứ thời không khởi lên một ý niệm ý niệm vi tế hơn thời gian ngắn hơn ý niệm cái ý niệm này vừa động khắp pháp giới hư không giới trùm khắp thế giới đây là thật không phải là giả vì sao vậy bởi vì nó không có cự ly nó không có tốc độ phía trước nói cho chúng ta nghe ba loại châu biến Chính là nói cái chân tướng sự thật này Hiện tại chúng ta khởi tâm động niệm Có phải là châu biến pháp giới hay không? Xin lỗi cho các vị là thật Chân thật châu biến pháp giới Chúng ta không biết được Nếu như không thể châu biến pháp giới Bạn làm sao có thể cảm ứng tương thông với chư Phật Bồ Tát không có tốc độ. Hiện tại trong khoa học chúng ta biết tốc độ nhanh nhất là quang tốc, sóng điện tử. Ánh sáng mặt trời chiếu đến địa cầu này, tốc độ của ánh sáng còn phải hơn 8 phút. Hơn 8 phút thời gian thì rất dài. Hệ ngân hà từ phía bên đây đến phía bên kia. Dùng tốc độ của ánh sáng. Phải đi mấy dạng năm mới có thể đi đến. Chúng ta cầu A Di Đà Phật, chúng ta cầu Bồ Tát Quan Thế Âm. Ý niệm mới vừa khởi, Phật Bồ Tát liền hiện tiền. Không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Sống tâm Sống ý niệm Là không có hạn lượng Chỉ cần vừa đọc niệm Liền khắp pháp giới Hư không giới đây là chân tướng sự thật đây là khoa học trong kinh phật nói không phải khoa học thế tục có thể so sánh cho nên tâm bồ đề vừa phát chân tâm chân tâm không có bờ bé chân tâm không có trong ngoài Trong chân tâm không có ta và người Cũng chính là nói Trong chân tâm chắc chắn Không có phân biệt Chấp trước Không có khởi tâm động niệm Nó là chân thật Mê mất đi chân tâm Liền xuất hiện Cởi thật báo trang nghiêm mê mất đi cõi thật báo trang nghiêm liền biến hiện ra pháp giới phật trong mười pháp giới mê mất đi pháp giới phật pháp giới bồ tát liền hiện tiền bồ tát nếu mê liền biến thành a la hán a la hán nếu mê rồi thì biến thành thiên nhân Thiên nhân mê rồi thì biến thành phàm phu chúng ta Phàm phu mê rồi thì biến thành súc sanh Súc sanh mê rồi liền biến thành ngạ quỷ Ngạ quỷ mê rồi liền biến thành địa ngục Việc này chính là như vậy Đây là chân tướng sự thật Đến lúc nào phá mê khai ngộ Thì bạn liền ngộ hằng nguyên Mê là từng tầng thứ từng tầng thứ mê xuống ngộ có thể vừa ngộ tất cả ngộ giáo học của phật bồ tát không có gì khác mê ngộ mà thôi làm thế nào chuyển mê thành ngộ chúng ta mê được quá sâu mê được quá lâu trong kinh điển phương pháp quá nhiều Tám dạng bốn ngàn pháp môn Mỗi một pháp môn Đều có thể giúp bạn hồi đầu Đều có thể giúp bạn Đại triệt, đại ngộ Tại vì sao chúng ta học nhiều năm như vậy Vẫn là không thể khai ngộ Thực tế mà nói Bạn chưa thật học Chúng ta học Phật Là học để chơi Không hề xem nó là thật Xem là thật Thì bạn thành Phật rồi Bạn không xem nó là thật Cho nên bạn không được thọ dụng Tại vì sao không cho nó là thật Chưa buông xả chỉ cần có một chút không thể buông xả liền thành chướng ngại liền không thể quay đầu chỉ quán chỉ chính là buông xả quán chính là nhìn thấu người sơ học trước buông xả sau nhìn thấu đến khi có trình độ nhất định trước nhìn thấu sau buông xả giới hạn của trình độ này từ chỗ nào mà phân từ chấp trước mà phân đặc biệt là chấp trước trước buông xả chấp trước bạn mới có thể nhìn thấu đến khi bạn muốn buông xả vọng tưởng vậy thì phải trước nhìn thấu sau buông xả vọng tưởng khởi tâm đồng niệm cái này quá khó phật đem chân tướng sự thật giảng cho bạn nghe bạn tường tận rồi tường tận rồi mới chân thật học tập không khởi tâm không đồng niệm không luận ở trong hoàn cảnh nào hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất hoàn cảnh tự nhiên thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên đều không khởi tâm động niệm mười pháp giới liền không còn hồi phục đến pháp giới nhất chân Đây là ai học Pháp Thân Bồ Tát Học Quý Tự Tri Chi Minh Câu nói này của người xưa nói được rất hay Chính mình phải biết căn tánh của chính mình phải biết bệnh căn của chúng ta ở chỗ nào Trong mười Pháp giới đều giống bị bệnh Đều là người bệnh Cho nên trong Phật Pháp Đêm Phật Đà Ví như là Đại Phu Đại Y Dương Đại Y Dương không phải chỉ dược sư như Lai Mỗi một vị Phật đều là dược sư Như Lai. Khi ngài trị bệnh cho bạn thì chính là dược sư Như Lai. Mỗi một vị Phật đều là Thích Ca Như Lai. Khi ngài dạy bảo cho bạn thì chính là Thích Ca Như Lai. Mỗi một vị Phật đều là di đà như lai đức hiệu của phật vô lượng vô biên tại vì sao nhiều đức hiệu như vậy đây là tánh đức tánh đức vô lượng vô biên một tức là nhiều nhiều tức là một chúng ta không nên phân biệt phân biệt thì sai hoa nghiêm dẫn đến dạng pháp duy nhất một chính là tự tánh bạn nhất niệm bất giác sanh tam tế cảnh giới vi duyên trưởng lục thô vũ trụ hiện tiền khoảng sắc na quá nhanh khởi nguồn của vũ trụ là tự tánh nhất thời đốn hiện không có trước sau cho nên trên kinh phật nêu thí dụ nêu được rất hay mộng huyễn bào ảnh chúng ta mỗi một người đều có kinh nghiệm nằm mộng nằm mộng lúc nào thì nằm mộng ai có thể ghi nhớ ngày mấy tháng mấy mấy giờ mấy phút mấy giây bạn có thể ghi nhớ hay không không có người nhớ được nhớ được cũng là không Ba đời không thể được. Quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời không thể được. Cho nên bạn ghi nhớ nó cũng là oan uổng. Cũng là không. Không phải là thật. Vũ trụ xuất hiện cũng giống như nằm mộng xuất hiện vậy. Trong mộng có chính mình hay không? nhất định có chính mình bạn có lần nào khi nằm mộng mà cảm thấy không có mình hay không không thể nào bạn từ ngay chỗ này có thể thể hồi được khởi nguồn của vũ trụ cùng chính mình là đồng thời không có trước sau thế giới của tinh thần, thế giới của vật chất. Cái thân này của ta. Đồng thời phát sinh. Vũ trụ không có. Thế giới vật chất không có. Thế giới tinh thần cũng không có hỏi thử ta có hay không có vì sao vậy thế giới tinh thần thế giới vật chất là ta biến hiện ta vì sao mà không có vì ta như thế nào ta không phải tinh thần cũng không phải vật chất trong tình độ nói thường tịch quan là ta Đó là tự tánh Bản thể của tự tánh Thường tịch quan Thường là cái gì? Không diệt, không sanh diệt vĩnh nhiên không có thay đổi dáng vẻ của nó gọi là thường Chân thường tịch là cái gì? Tịch là không động Trước sau không hề động Nó là thường minh Nó không phải là tối tâm Thích ca mâu ni Phật minh tâm kiến tánh Thường tận thuyết minh Thể tánh tác dụng của tự tánh Đệ sư Huy Năng kiến tánh Đơn giản thiết yếu Thuyết minh nói rõ 20 chữ Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cùng Đại Sư Huy Đăng nói ra 20 chữ Không tăng, không giảm Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh không nhiều Đại sư Huy Năng nói 20 chữ không ít Không tăng không giảm Hay nói cách khác Hai mươi chữ của Đại sư Huệ Năng Triển khai ra Chính là Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Rút còn lại chính là hai mươi chữ Của Đại sư Huệ Năng Tuyệt diệu à chúng ta từ ngay chỗ này mà tỉ mỉ thể hội thể hội cái gì giúp cho bạn nhìn thấu hiện tại chúng ta tại vì sao không thể buông xả chưa nhìn thấu sau khi nhìn thấu rồi mới có thể buông xả chúng ta có đồng tu Đọc liệu phạm tứ huấn Có một chút ngộ nhập Anh ấy hiểu rõ rồi Thì ra một người một đời Một bữa ăn một ngụm nước Đều do tiền định Giống như tiên sinh liễu phạm Bị khổng tiên sinh đoán mạng Đoán được rất chuẩn Ngay trong 20 năm mỗi năm ông đã gặp phải cùng khổng tiên sinh đoán được không hề sai thế là tiên sinh liễu phàm tâm định không còn nghĩ tưởng cùng thiền sư dân cốc Ngồi ở trong thiền đường Ngồi hết ba ngày ba đêm Không khởi một ý niệm Việc này thông thường gọi là xác định tương đối Ba ngày ba đêm không khởi một ý niệm Thiền sư dân cốc Rất bội phục ông Hỏi ông Ông là làm sao tu thành Tiên sinh Liễu phàm rất thành thật Tôi không có công phu Tôi chỉ là được người đoán mạng rồi Đoán được rất chuẩn 20 năm Không hề sai biệt chút nào Tôi tin tưởng Khởi tâm đồng niệm cũng không ít gì Trong mạng có, có bỏ đi cũng không mất trong bạn không có Có nghĩ cách gì bạn cũng không thể tìm được Cho nên không cầu Bất cứ ý niệm gì cũng không có Thiền sư Nhân cốc nghe rồi Cười lên ha ha Ta tưởng rằng anh là thánh nhân Thì ra anh vẫn là một phàm phu Cho nên tôi gọi tiên sinh liễu phàm Là phàm phu tiêu chuẩn làm phạm phu làm đến như vậy thì hợp tiêu chuẩn mạng từ đâu mà có mạng không phải trời xanh mạng là Mê mất tự tánh Tạo tác tất cả thiện ác Mới hình thành Bạn tạo ra thiện nhiều Ác ít Quả báo là hưởng phước Nếu bạn tạo ra ác nhiều Thiện ít Quả báo của bạn là chịu khổ Chịu nạn Cho nên mạng là chính mình tạo thiền sư dân cốc dạy ông cải đổi bạn chính mình tạo thì bạn chính mình có thể cải người khác không thể giúp bạn cải loại đoán mạng xem tướng giúp bạn cải đổi giận mạng đó là giả đó là lừa bạn lý như họ chân thật cao minh họ dạy bạn phương pháp cải đổi đoạn ác tu thiện thích công bồi đức vận mạng liền chuyển đổi tiên sinh liễu phạm liền thử làm thật làm năm thứ hai liền thay đổi năm thứ hai khổng tiên sinh đoán ông tham gia thi cử đậu thứ ba Kết quả ông thi đậu thứ nhất Đã không đúng rồi Chân thật cải đổi Trong mạng không có công danh Ông đi thi thi đậu thì trúng cử nhân Thì trúng tiến sĩ Trong bạn không có con Ông tích thiện tu đức Cầu con trai Chân thật sinh ra một đứa con trai Thọ mạng chỉ có 53 tuổi Ông không có cầu thọ mạng 53 tuổi năm đó Bình an đi qua Ông sống đến 74 tuổi Sống thêm được 21 năm Mạng có thể cãi Nếu bạn muốn thoát sanh tử Ra tam giới nếu muốn đi làm Phật Có được hay không? Được Việc đầu tiên phải phát tâm Việc thứ hai phải thật tu hành Bạn liền cải đổi Ngay trong đời này Vẫn có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi Lần sau lại đến sáu cõi Bạn là Phật, Bồ Tát Đến độ chúng sanh Không phải đến thọ báo Không như nhau Phát tâm Bồ Đề Quan trọng Tâm Bồ Đề là gì? tâm bồ đề chính là chân tâm chân tâm mỗi một người đều có thế nhưng đều mê mất vì sao vậy bạn khởi tâm động niệm liền mê phân biệt mê chồng thêm mê chấp trước đó là mê hoặc rất nghiêm trọng hoàn toàn mê mất tâm bồ đề thuần tịnh thuần thiện người xưa chúng ta thường nói nhân chi sơ tánh bổn thiện cái thiện này không phải là thiện của thiện ác thiện của thiện ác là gì là tương đối có tương đối thì bất thiện cho nên cái thiện này là một hình dung từ là một từ khen ngợi nó không phải là đối lập nếu chúng ta muốn phát tâm bồ đề thực tế mà nói quá khó bạn xem a la hán tâm bồ đề đều không phát ra Tâm Bồ Đề vừa phát chính là Bồ Tát gì? Trong Đại Thừa Giáo Các Tổ Sư Đại Đức Thường hay dùng từ Tứ Hoàng Thệ Nguyện Để giải thích Tâm Bồ Đề là chính xác không có sai lầm tâm bồ đề thứ nhất chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chính là thay chúng sanh khổ bạn không có cái tâm này thì bạn không cách gì nâng cao chính mình Thế nhưng câu này rất là khó Chúng sanh không có bờ mé Chúng sanh quá khổ Bạn làm thế nào giúp họ Vì để mãn cái nguyện này Bạn cần phải tu đức Bạn trước tiên phải đoạn phiền não phiền não vô tận thể nguyện đoạn bạn phiền não không đoạn chính mình không thể thành tựu bằng làm sao có thể độ chúng sanh trong phiền não cái thứ nhất thân kiến chấp trước cái thân này là ta từ trong đây sanh khởi tự tư tự lợi Đây là gốc của sáu cõi luân hồi Cho nên người học Phật Việc đầu tiên phải phá thân kiến Phải xả thân Thân không phải ta thân là cái gì thân là sở hữu của ta giống như y phục vậy y phục không phải ta y phục là sở hữu của ta người khác nếu có cần đến y phục của ta có thể cho họ chúng ta có thể làm được không người khác cần cái thân này của chúng ta chúng ta có thể cho họ không thích Mâu ni phật vì chúng ta biểu diễn cắt thịt nuôi chim chim không có gì ăn tìm không được thức ăn nó đói phật có thể cắt miếng thịt trên người cho nó ăn xả thân nuôi hổ con hổ già không tìm được thức ăn bồ tát có thể đem thân thể cho con hổ già ăn để hổ già ăn được no chúng ta có thể làm được hay không không làm được Vì sao vậy? Chấp trước thân này là ta Bồ Tát tại vì sao có thể xả Biết được thân thể không phải là ta Ta không thể chết Thân có sanh diệt Ta không sanh không diệt Người thế gian cho rằng cái gì là ta Linh hồn là ta Hiện tại người nước ngoài cũng cho rằng linh hồn là ta rất nhiều tôn giáo Đều thừa nhận cái này Thế nhưng ngã chấp vẫn không thể buông xả Cho nên họ không vào cửa được Trong nhà Phật Gọi là chứng quả Sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng Bồ Tát Sơ tín dị đại thừa Bạn xem Kinh Hoa Nghiêm Nói Bồ Tát có 54 giai cấp Thập tính Là tiểu học của Phật giáo Thập trụ là trung học Thập hồi hướng là đại học Thập địa là nghiên cứu sở Có giai cấp Tiểu học năm thứ nhất Sơ tính dị Bồ Tát điều kiện gì vậy phá thân kiến rồi không còn chấp trước thân này là ta tiểu học năm thứ nhất là họ chân thật vào cửa hiện tại chúng ta chưa vào cửa chưa làm được cho nên nếu họ làm đến được năm điều phá thân kiến là thứ nhất cái thứ hai là phá biên kiến biên kiến là đối lập Chính là chúng ta gọi là tương đối Cái này không tồn tại Vì mà chúng ta ngày nay Nơi này đối lập với người Đối lập với người Đối lập với việc Đối lập với tất cả dạng vật Không cách gì Cùng với tất cả chúng sanh Dung hòa thành một thể Bạn xem thấy Vào cửa Phật Pháp nghịch cửa cao đến như vậy Có đối lập thì không được Ngày nay cái thế giới này động loạn Bạn xem thấy Có phải mỗi người chấp trước Tự tư tự lợi của chính mình hay không Ở mỗi chỗ và mỗi nơi Đều đối lập với người Và sự vật Đối lập Mới sinh ra mâu thuẫn Có mâu thuẫn Mới có thể biến thành xung đột Có xung đột Mới biến thành đấu tranh Có đấu tranh Mới biến thành chiến tranh Từng bước từng bước phát triển Đến sau cùng hủy diệt Gốc từ đâu mà ra Gốc là từ có ta Đối lập mà ra phật dạy cho chúng ta hóa giải vấn đề, chân thật gọi là giải quyết từ căn bản. Không có đối lập. Không có ta. Lại nói với bạn, thật có ta. Cái gì là ta? Cả thể vũ trụ này là ta. Cấp pháp giới hư không giới là ta. Thế giới Tây phương Cực lạc là như thế nào? Duy tâm tịnh độ. A-di-đà à, Phật, tự tánh di-đà Là từ trong tánh đức, tự tánh của ta biến hiện ra Liệt khỏi tự tánh Không có Pháp nào Trong Đại Thừa Giáo Thích Ca Mâu ni Phật 49 năm Ngày ngày giảng Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình Bạn phải chân thật có được thọ dụng Bạn phải đem lời của Thích Ca Mâu Ni Phật nghe hiểu Chân thật tường tận rồi hồi quang phản chiếu. Chiếu rọi chính mình. Những chỗ nào mê mất tự tánh, những chỗ nào trái ngược tánh đức, phải mau mau cải đổi lại, phải mau hồi đậu. Vấn đề đều giải quyết rồi. Cho nên chúng ta Đọc đến cái đoạn kinh văn này Thì phải bắt trước Học tập Bồ Tát Thay chúng sanh chịu khổ Làm sao để thay Chúng sanh hiện tại mê mất tự tánh chúng ta phải làm ra kiểu dáng hồi đầu để cho họ xem hiện tại chúng sanh bất tri bất giác cho rằng tạo tác tất cả tội nghiệp là tự nhiên là bình thường ngày nay chúng ta phải ngược lại với họ mà làm Đi cải thị họ Đi cảm động họ Giúp họ quay đầu Cũng giống như khi Thích Ca Mô Ni Phật Năm xưa còn ở đời Người trải qua là đời sống khổ hạnh tăng Ngày sớm đã thành Phật rồi nên kinh Phạm Võng Thế Tôn Ngài nói được rất hay Lần này chính là ba ngàn năm trước Xuất hiện ở Ấn Độ lần này Là thứ tám ngàn Thị hiện làm Phật ở thế gian này Cho nên Ngài nói Ngài đến để biểu diễn Biểu diễn cho chúng ta xem Chân thật buông xả chân thật xả bỏ trí huệ đức năng tướng hảo vốn sẵn đầy đủ có cần học phải không không cần thiết học không được bằng học ra là tri thức không phải trí huệ thích công ni phật làm thị hiện cho chúng ta Ngài thị hiện cái gì? Phần tử tri thức Hiếu học 19 tuổi Rời khỏi gia đình Ra đi tham học Vừa ra đi 12 năm Bạn thấy thân phận Thân phận của vương tử Thông minh hiếu học Bạn nói thế gian này ai làm thầy giáo mà không ưa thích học trò như vậy chân thật đem tôn sư động đạo làm ra được bạn không tôn kính đối với lão sư đây là nho phật đạo giáo cũng không ngoại lệ truyền nhân của họ truyền pháp truyền cho ai truyền cho người tôn trọng chính mình họ không tôn trọng đối với chính mình thì họ không thể học được bất cứ thứ gì cho nên tôn trọng người khác là chân thật tôn trọng chính mình sẽ bằng làm thế nào tôn trọng chính mình hiếu thuận phụ mẫu là bạn thật có hiếu tâm bạn có hiếu đức họ từ chỗ này mà xem lão sư tuyệt đối không bảo bạn tôn trọng họ còn đối với ta rất tốt ta sẽ truyền đạo cho con họ không phải như vậy Họ xem đức hạnh của chính bạn Thành ý của chính bạn Đại sứ Ấn Quang nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Lão sư có thể truyền cho bạn bao nhiêu thứ Thì xem bạn Có bao nhiêu tâm thành kính Bạn có thể tiếp nhận bao nhiêu Thì họ truyền cho bạn bao nhiêu bạn có 10 phần thành kính Cung kính Truyền cho bạn 9 phần Thì lão sư có lỗi với bạn rồi Vì sao vậy Bạn như cái đồ để đựng Bạn còn có thể đựng mà Không cho bạn đựng đầy Nếu như tâm lượng của bạn rất nhỏ Đồ đựng rất nhỏ Bạn chỉ có thể đựng được 3 phần thì cho bạn 3 phần Sẽ không cho bạn 4 phần Vì sao vậy? 4 phần sẽ tràn ra ngoài Bạn không thể tiếp nhận được Đạo lý chính ngay chỗ này Cho nên Thế Tôn thị hiện cho chúng ta Cái thị hiện này quá quan trọng 12 năm Năm xưa Ấn Độ Không luận xuất gia tại gia Những cao tăng đại đức Ngày đều tham vấn qua Đây là biểu hiện cái gì? Hiếu học, đại dặn Sau khi học rồi thì làm sao? Khi không còn nơi nào để học Đêm 12 năm đã học thấy đều buông xả Vì sao vậy? Hiện tại chúng ta học Phật tường tận rồi Thế như không buông xả Biến thành sở tri chướng tri thức Tri thức sẽ biến thành sở tri chướng Thì bạn không thể kiến tánh Đem cái 12 năm đã học triệt để buông xả Đến dưới gốc cây đại thọ bên bờ sông Hằng vào định Vậy mới có thể đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Siêu diệt rồi Sau khi kiến tánh Thì từ nơi công tác giáo học Kiến tánh năm đó 30 tuổi Dạy học mới đến và chết Thích ca mâu ni Phật 79 tuổi Duyên tịch Giảng kinh nói Pháp 49 năm Không có chính mình Đời sống đơn giản Nửa ngày ăn một bữa Dưới gốc cây ngủ một đêm Ba y một bát Cả đời không thay đổi Làm ra kiểu mẫu cho chúng ta xem Chúng ta thấy đời sống này Của họ quá khổ Thích cao ni Phật mỗi ngày vô lượng Quang hỷ Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quang hỷ Pháp lạc đó là niềm vui trong tự tánh Thường lạc ngã tịnh Vì này người khác không được Khổng nhang. Có một chút tiếp cận Học nhi thời tập chi Bớt diệt duyệt hộ Hỷ lạc Từ chỗ nào mà ra từ học tập mà ra Sau khi học rồi Lập tức liền có thể hiện thực Chân thật làm đến trong đây Có lạc thú Đây là chân lạc Chúng ta học rồi Sau khi học xong Không làm đến được Cái lạc này bạn không hưởng thụ được Loại lạc này là từ trong tự tánh lưu lộ ra bên ngoài Giống như nước ngầm vậy nó không phải do kích thích bên ngoài Người thế gian hưởng thụ cái vui Vui là hoại khổ Đó là từ bên ngoài đến Không phải từ bên trong phát ra Bên trong phát ra là vô tận Bên ngoài đến là có sanh có diệt Vậy thì làm sao như nhau được Cho nên xem thấy Thích Ca Ni Phật cả đời kiểu dáng như vậy Chúng ta có khải thị rất lớn Quay đầu nhìn lại chúng ta Lục tổ đại sư Huệ Năng Thiền Tông thời đại Triều Đường Ngài thị hiện cho chúng ta xem Trái ngược với Thích Cao Ni Phật Đồng phu không biết chữ Ngài là tiều phu đốn củi Cái nghề nghiệp này hiện tại không còn và thời kỳ kháng chiến vẫn còn Tôi vào lúc đó tuổi tác rất nhỏ Mười mấy tuổi Thời kỳ kháng chiến ở Phúc Kiến, Kiến Âu Trong thành phố này Không có nước máy Không có nước máy Thì có người gánh nước Gánh nước bán kính vào trong thành bám ra ngoài bờ sông gánh nước không có khí ga cũng không có lò điện không có có đèn điện vào lúc đó có đèn điện nấu cơm phải nhóm bếp nhóm bếp phải dùng củi có mua củi mua củi mua nước đại sư huệ năng là bán củi lên núi đốn củi gánh vào trong thành phố để bán bán được củi lấy tiền mua một ít gạo mang về nhà vì thì mới có sinh hoạt một ngày rất khổ không biết chữ không hề có đi học ngẫu nhiên bán củi xong lấy được tiền rồi rời khỏi dường như là ở một phòng khách nhỏ đi ngang qua bên ngoài cửa sổ nghe được bên trong có người đang tụng kinh nghe vừa nghe liền hiểu nghe được rất có hứng thú nghe được một lúc đẩy cửa bước vào hỏi người đọc kinh này ông đang đọc kinh gì người đọc kinh bên trong xem thấy đây cũng là một thanh niên hai mươi mấy tuổi nghe anh ấy nói nghe được rất thú vị rất khó được rất hy hữu Giới thiệu Ngài đến Hoàng Mai Để gặp Ngũ Tổ Đến Hoàng Mai ở 8 tháng Ngũ Tổ phân công cho Ngài bữa củi Dầu trong nhà bếp Để bữa củi Để giả gạo Làm hết 8 tháng Chưa bước qua giảng đường Chưa bước vào thiền đường Chỉ làm công quả khi truyền Pháp Quả nhiên y bác Truyền cho Ngài Ngài nghe kinh Chỉ nghe một buổi tối 12 giờ khuya Bước vào liêu phương trường Của Hòa Thượng Ngụ Tổ Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta Nhiều nhất là giảng hai giờ đồng hồ Ngài không biết chữ Giảng cho Ngài nghe đại ý của Kinh Kim Cang Ngài liền khai ngộ Liền kiến tánh Khi vừa kiến tánh Thế suốt thế gian tất cả Pháp đều thông Bạn lấy kinh sách đọc cho Ngài nghe Ngài giảng cho bạn nghe Giảng không sai một chút nào Cho nên cái thứ này có cần phải học hay không? Không cần Chúng ta đến ngày nay hoàn toàn tường tận Phật nói chúng ta Bạn có thể đem chấp trước buông xả Bạn liền thành chánh giác Chứng quả A-la-hán Bạn có thể đem phân biệt buông xả Bạn liền có thể thành chánh đẳng chánh giác Bạn có thể ở trong tất cả Pháp Không khởi tâm, không động niệm bạn liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác bạn liền thành phật rồi đây là thật cho nên chỉ cần bạn buông xả bạn trong tự tánh của chính mình trí huệ vô lượng đức đăng vô lượng tướng hảo mọi thứ đều vô lượng thấy đều hiện tiền cho nên tu học Phật Pháp Không ở nghe được nhiều ít Học được bao nhiêu Là ở bạn buông xả bao nhiêu Việc này quan trọng Nghe được nhiều hơn Không buông xả thứ nào Bác địa phàm phu Đức dùng tốt đẹp chân thật của Phật Pháp Bạn không thưởng thức được chút nào Bạn vẫn cứ sống ở trong sáo cõi cho nên gọi là phiền não cùng thế gian thống khổ Bạn không có được pháp hỷ Pháp là không hề đạt được Đây là chỗ khác nhau của Phật Pháp cùng Thế Pháp Thế Pháp vi học nhật ích Học cái tri thức này ngày ngày thêm lớn Không hề giống với đạo Vi đạo nhật tổn Ngày ngày buông Mỗi ngày buông thế đều buông xả hết không còn gì nữa thì toàn bộ hiện tiền người đông phương cầu trí huệ người tây phương cầu tri thức tri thức cùng trí huệ không như nhau như năm trước tôi ở đại học kiếm kiều ở đại học luân đôn cùng những nghiên cứu sinh của khoa hán học giao lưu cùng với giáo thọ của họ họ đã nói học phật cùng phật học là hai sự việc những học sinh đó tôi rất bội phục người nước anh cũng có các quốc gia khác Người Âu Châu du học ở nơi đó Tiếng phổ thông của họ nói được rất hay Có thể đọc văn ngôn văn Chúng ta không thể không bội phục Tôi hỏi qua mấy học trò có một người dùng kinh vô lượng thọ Viết luận văn Tiến sĩ Tôi liền hỏi anh ấy Kinh vô lượng thọ có chín loại nguyên bản Anh dùng bổn nào Anh ấy dùng bổn hội tập của Hạ Liên Cư Bổn này là chúng ta đang học tập Ngoài ra có một người viết luận văn dùng Mạnh tử Còn có người dùng Vương Duy hiếm có Tôi tán thán họ Tôi nói các bạn có thể Dùng những điện tích của Trung Quốc Xưa nay lấy được học vị tiến sĩ Tương lai cũng có thể làm một nhà hán học có tiếng Giáo thọ đại học Thế nhưng tôi nói các bạn Cả đời không thể nào an vui Giống được như tôi họ hỏi tại vì sao tôi nói tôi học cùng các bạn học hoàn toàn trái ngược họ nghe rồi rất hiếu kỳ tôi nói các bạn học là nho học đạo học phật học có phải như vậy không họ gật đầu phải tôi nói tôi trái lại tôi là học nho học phật học đạo bạn xem vẫn là hai chữ từ hai bên đọc không như nhau Học Phật thì phải học giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Học Nho thì phải giống như Khổng Tử Giống Mạnh Tử Học Đạo thì phải giống như Lão Trang Bạn mới có thể chân thật đạt được Học Nhi Thời Tập Chi Bất Diệt Duyệt Hồ. Bạn đạt được Pháp hỷ Người học Phật Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm hoa nghĩ Tâm địa vĩnh viễn gìn giữ thanh tịnh không nhiễm một trần Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Không cần dùng tâm Dùng tâm thanh tịnh đối đãi Có người hỏi Hỏi thì tự nhiên liền đáp lại Đáp được hay Dịu không hết lời Chính mình đều cảm thấy được ý ngoài Làm gì mà có thể nói được hay đến như vậy Từ tự, tự tánh lưu lộ Không dùng tư duy Không dùng suy nghĩ Muốn hỏi bạn một vấn đề tôi nghĩ ngợi Nghĩ ngợi liền rơi vào ý thức Cho nên vô ngã Trên Kinh Kim Cang nói được rất hay Vô ngã tướng, vô dân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Cái này nhất định phải làm Bốn tướng phá rồi vào được cửa Tu đà hoàng Trên Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Sơ Tín Dị Bốn tướng đã phá rồi trên kinh bát nhã cũng nói được rất hay bốn tướng một tướng phá rồi ba tướng khác đều phá hết không luận bạn phá từ chỗ nào thật phá rồi một phá tất cả đều phá cho nên những tiểu bồ tát mới vào cửa vô ngã tướng vô biên kiến biên kiến phá rồi đối lập phá rồi không có đối lập không có thành kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến đều là thuộc về thành kiến một cái là thành kiến trên nhân một cái là thành kiến trên quả thành kiến trên nhân gọi là giới thủ kiến thành kiến trên quả gọi là kiến thủ kiến đấy đều là không còn con người chúng ta ngày nay thành kiến rất sâu tôi nghĩ tôi cho rằng đây là thành kiến người chân thật tu hành có hay không không có không có thành kiến không có thành kiến mới có thể tùy duyên mới có thể được an vui không có thứ nào không tốt bạn sẽ xem thấy người người là người tốt mọi việc đều là việc tốt bạn mới có thể xem thấy được chân tướng của tất cả pháp chân tướng chính ngay trước mắt đây là chúng ta phải chăm chỉ học tập phải phát tâm thay chúng sanh khổ chúng sanh quá khổ chúng ta phải làm ra tấm gương tốt để cho họ xem hiện tại là họ lấy khổ làm vui họ không biết họ đang tạo nghiệp khởi tâm động niệm phật trên kinh hoa nghiêm nói với chúng ta năm sự việc cần phải buông xả cái thứ nhất là ngũ dục tài sắc danh thực thùy phải buông xả trong kinh giáo thường nói đây là năm điều của địa ngục bạn có một cái thì bạn rất dễ dàng bị đó kéo vào trong địa ngục. Nếu đâm thứ đều đủ thì thật đáng sợ. Cho nên đời sống phải tùy duyên. Tùy duyên thì tự tại. Không có được mất. Cái thứ hai là Địa vị Trên kinh gọi là dương vị Trên thực tế chính là nói địa vị Hoặc là nói quyền vị Quyền lực địa vị Không cầu Thứ ba là phú nhiêu Tài phú đây không phải là thứ tốt tăng thêm lòng tham cái thứ tư là tự lạc tự lạc là gì tiểu thừa chúng sanh có nạn có khổ không chịu giúp họ Thứ năm là dinh dự Phật Kinh là đại danh xưng Hiện tại gọi là danh tiếng lớn Kinh Hoa Nghiêm dạy Bồ Tát tu hành Năm cái thứ này phải xả bỏ Ngày nay chúng ta gọi là Danh vọng lợi dưỡng Chúng ta nói được đơn giản hơn nếm cũng không cần nếm người tu hành nếm phải cái thứ này thì hoàn toàn trái ngược với đạo đạo là bảo bạn buông xả những thứ này làm sao bạn còn tiêm nhiễm nó cho nên chính mình đối với phật pháp rất khó là tính tâm quá khó vô cùng khó bạn thật tin tưởng nó bạn mới dám làm bạn không tin tưởng không dám làm tôi thấy đều xả hết rồi luôn phải lưu lại một ít để tôi ngày mai qua ngày tháng họ còn phải lưu lại một ít vì người thật làm thì không lưu giữ lại ngày mai ngày mai vẫn chưa đến mà Lo ngày mai để làm gì Phạm phu chúng ta Họ sẽ nghĩ Ta ngày mai Ta năm tới Họ nghĩ được rất dài lâu Cho nên Họ tuy là xã Xã không được sạch sẽ Không đạt đến Cái tiêu chuẩn mà phật đã nói cho nên quả báo của họ không thể hiện tiền không thể hiện tiền họ liền hoài nghi phật đều là khuyến thiện làm gì có thật chứ chẳng hề biết phật bồ tát chưa từng có một câu nói nào vọng ngữ Tôi học xã Là lão sư dạy Lão sư là một bảo chứng Bạn Tất cả gì Phật Bồ Tát Vì chánh pháp cũ trụ Vì chúng sanh khổ nạn Cả đời của bạn Tất cả chư Phật Bồ Tát Chăm sóc cho bạn Tôi liền tin tưởng câu nói này Cho nên có thể xả được hết sạch Phật Bồ Tát chăm sóc Tôi cần đến Muốn dùng nó liền hiện tiền Không cần lo lắng Không phải đi cầu người Tự nhiên Nó liền đến Không thể nghĩ bạc Hơn 50 năm rồi Tôi tin tưởng Tin sao không nghi Nếu như nơi nơi cầu ở người Cầu người rất khổ cực Phải nhìn sắc mặt người Ngày tháng như vậy làm sao dễ quá Cho nên lão sư dạy ta Ta có nguyện cầu Phải cầu Phật Bồ Tát Đừng cầu người khác Ngay cả tôi xuất gia thọ giới Lão sư đều nói Xuất gia Không cầu người Nếu ta không cầu lão sư Thế phát cho ta Vậy tôi đến nơi đâu để xuất gia Đại sư chương gia liền mỉm cười nói với tôi Con đi tìm một pháp sư xuất gia với ông ấy Nếu ông ấy không tiếp nhận Cự tuyệt con Con có cảm thấy rất khó chịu hay không Tôi nói vậy là đương nhiên nghe nói vậy thì có cần không Tôi nói Vậy đến chỗ nào để xuất gia Nghe liền nói với tôi cầu phật bồ tát tốt tôi liền có cái nguyện vọng này cầu phật bồ tát quả nhiên cơ duyên đến rồi khi xuất gia sư phụ đến tìm tôi mời tôi đến chùa của ông để xuất gia không đến hai tháng mời tôi mời đến chín lần Tôi thấy tâm của ông rất thành Tôi liền đáp ứng Thật có sự việc như vậy Cho nên cảm ứng đạo giao Không thể nghĩ bạc Thọ giới cũng là như vậy vào lúc đó thọ giới phải có phí dụng Tiền phí dụng không nhiều Tôi một xu tiền cũng không có chùa bác đỗ hải hội truyền giới lão sư tục gia của tôi là tiên sinh châu bang đạo thông báo cho tôi bác đỗ nơi đó khai giới đàn ông xuất gia rồi phải nên đi thọ giới tôi nói tôi vẫn chưa có cách nghĩ này ông hỏi gì sao vậy tôi nói ở nơi đó phải nộp phí nộp rất nhiều tôi không có tiền lão sư châu nói với tôi không hề gì đồng tu chúng tôi sẽ giúp ông đều là bị động cả đời không có làm việc gì là chủ động bị động chính là tùy duyên chủ động là phan duyên không hề làm qua sự việc này Tùy duyên liền tự tại Phan duyên chính mình muốn làm những gì Thì, thì rất khổ cực Cho nên tin tưởng Phật Bồ Tát Tin tưởng Thần Hộ Pháp Tin tưởng Cảm ứng Đạo Giao Tin tưởng Nhân Quả Báo ứng làm ra để cho người xem khổ cực một chút khổ cực một chút là đáng được là nên làm chúng sanh khổ khổ hơn ta nhiều chúng ta phải dạy họ làm thế nào lìa khổ được vui không thể từ bên ngoài bên ngoài không thể giải quyết vấn đề phải từ nội tâm khổ từ đâu mà đến từ mê mà ra mê rồi họ có vọng tưởng họ nghĩ sai nói sai làm sai thì thì tạo nghiệp tội nghiệp chiêu cảm đến làm gì có phước báo chứ làm gì có loại đạo lý này Trên thập thiện nghiệp đạo kinh Phật nói chúng ta Tâm thiện Niệm thiện Hành thiện Đây là Bồ Tát Diễn đi tất cả bí quyết khổ của thế gian Tiêu chuẩn của thiện ác Chính là thập thiện nghiệp đạo Chắc chắn không có ý niệm Tổn hại chúng sanh Vì sao vậy? Ý niệm tổn hại chúng sanh là sát nghiệp Tuy là bạn chưa làm Cái nghiệp sát trong tâm của bạn chưa đoạn hết phải học đến thế nào Trong tâm không khởi cái ý niệm này Không luận ở trong cảnh giới nào Đều không nên có ý niệm tổn hại chúng sanh Vậy mới có thể làm được Không trộm cắp Cần phải làm đến được Trong tất cả cảnh giới Quyết định không có ý niệm Chiếm tiện nghi của người vì sao vậy? Chiếm chút tiện nghi của người khác Đó là tâm trộm Bạn tuy là chưa có trộm Ý niệm chưa đoạn Đoạn ngay ý niệm mới được Không dâm dục cũng là như vậy Từ trên ý niệm không có Mới là thật phàm phu Phạm phú. nghiệp lực đến có ý niệm tự tư tự lợi có thái độ ngạo mạn tự cho là đúng khinh thường người khác khinh thường chúng sanh mỗi kiến đều không có trong mắt đó cũng là bồ tát đó cũng là phật vị lai làm sao có thể không cung kính chứ chúng ta cung kính đối với chúng chúng cung kính đối với chúng ta hiện tại đích thực cùng ở chung với những động vật thực vật này dễ dàng hơn so với ở chung với người chúng tôi ở úc châu vườn rất rộng trồng rau chúng tôi dùng phương pháp nguyên thủy trồng trọt không có nông dược không có phân bón trùng nhỏ sẽ ăn rau chúng ta thương lượng với chúng chừa ra một khu nhỏ khu nhỏ để chuyên cúng dường trùng nhỏ chúng liền đến bên đó để ăn cạnh bên một con cũng tìm không ra chúng tôi có rất nhiều cây ăn trái cũng chỉ định mấy cây để cúng dường chim chim cũng chỉ ăn bên đó không phải chỉ định thì chúng đều có thể tuân thủ chúng không tổn hại giữ lại cho chúng ta động vật hiểu được tình người giữ pháp chúng có thể trì giới chúng ta đã làm được Ngay rất nhiều đông phu dưới quê Đến tham quan vườn rau của chúng tôi Đều sanh tâm quan hỷ Đều thịnh giáo với chúng tôi Các người trồng trọt như thế nào Trồng được tốt đến như vậy Chúng tôi Cho cây cối hoa cỏ Nghe Phật hiệu Nghe Kinh văn Chúng tôi mang những thứ này cúng dường chúng hồi báo rất tốt thực tế bà nói chúng ta làm vẫn chưa đủ tốt chúng ta vẫn chưa làm tuyên truyền phải nên đi làm để rất nhiều những nông phu này sau khi xem thấy không nên dùng phân bón không nên dùng nông dược vì sao vậy tổn hại trùng nhỏ bạn tổn hại chúng chúng quay đầu lại tổn hại chúng ta oan oan tương báo không hề kết thúc chúng ta dùng thiện ý đối đại chúng cùng tồn tại với chúng cùng nhau tồn tại chúng ta chăm sóc chúng chúng cũng sẽ chăm sóc chúng ta chúng cũng hiểu được báo ân phải nên phổ biến giới thiệu thúc đẩy mở rộng một câu nói trong đây của đại sư nói rất hay chúng sanh vọng chấp chấm trước không phải thật là một khái niệm sai lầm bất liễu nghiệp thể tùng vọng nhi sanh trong kinh đại thừa nói được rất hay Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Những kinh văn này lão đồng tu nghe rất quen tai. Cũng đều có thể đọc ra được. Chính là không làm được không thể đem nó dùng ngay trong cuộc sống thường ngày Thuận cảnh, nghịch cảnh Thì duyên, ác duyên Sáu căn Đối với cảnh giới sáu trận Họ thường hay quên mất Cho nên nó không khởi tác dụng Chúng ta sáu căn đối với cảnh giới sáu trần Thuận cảnh thì liền sanh tham ái Không thuận thì tâm khởi sân hận Chẳng hề biết những kinh văn này Chính ngay lúc này khởi tác dụng Tâm vừa mới khởi tham ái Nghĩ đến trên kinh nói Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Cái tâm tham luyến đó liền hạ xuống Hịt cảnh ác duyên Ý niệm sân hận vừa khởi Tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh Sân hận liền hạ thấp xuống Đây gọi là thật tu hành Thật công phu Dùng lâu rồi ở trong tất cả cảnh giới liền biến thành tự nhiên dùng tâm thanh tịnh tâm bình đẳng để đối đãi chất trực nhu hòa liền hiện tiền thường hay nghĩ đến ta ở cái thế gian này ta đến để làm gì ta ngay đời này đến là để nâng cao cảnh giới của chính mình. Hy vọng ở ngay trong đời này chúng ta là thân người có thể nâng cao lên đến thế giới tây phương cực lạc, đi làm thân Bồ Tát, vậy thì quá cao minh, quá thù thắng, có thể làm được cái không? Có thể, không phải không thể vấn đề là bạn chịu làm hay không chịu làm cái gì có chịu đem thế duyên buông xã hay không không còn tranh với người các anh cần đến tẩy đều cho anh tôi đều không cần tôi chỉ cần thế giới tây phương cực lạc thế giới tây phương cực lạc hiện tiền là gì chính là một câu a di đà phật ngoài sáu chữ hồng danh tra không cần bất cứ thứ gì quyết định được sanh chúng ta chính mình làm làm ra để cho người khác xem người khác xem thế rồi cùng học làm theo ai có thể làm theo thì người đó có duyên phật độ người có duyên họ xem thấy rồi họ cảm động không luận chúng ta ở bất cứ nơi nào không luận sống ở bất cứ hoàn cảnh nào không nên quên đi thật là Người khác muốn tranh Danh vọng lợi dưỡng Chúng ta không cần Đó là gì? Đó đều là việc của sáu cõi Dính vào những thứ đó Không thể Thoát ra khỏi sáu cõi luôn rồi Ngày nay Thực tế mà nói Vô lượng pháp môn Ngoài tình độ ra tu học bất cứ một pháp môn nào đều rất khó thành tựu vì sao vậy bạn chính mình tỉ mỉ mà quan sát phiền não bạn có thể đoạn được sạch sẽ hay không bạn có bản lĩnh thật có thể đem nó đoạn dứt hay không người thượng thượng căn, vậy thì không vấn đề. Nếu như không có cái năng lực này, thì niệm phật tốt, niệm phật có thể thành tựu hay không, trên chốn chính là bạn có thể đem thế duyên này buông xả hay không, đem năm dục sáu trần buông xả. Đối với chính mình mà nói Tài sắc danh thượng thùy Trong đây Chắc chắn không có tham sân si mạng Thì buông xả rồi Kể giới bên ngoài Sắc thanh hương vị xuất pháp Phải biết được không có thứ nào là thật Con người sống ở thế gian này rất là ngắn ngủ Tôi đến Đài Loan là năm dân quốc thứ 38. Tôi 23 tuổi. Năm này dân quốc 98. Tôi 83 tuổi. 60 năm rồi. Nghĩ đến cái gì Sự việc cũng giống như ngày hôm qua vậy Màu khẩy móng tay Những bạn bè khi vừa mới đến Hai phần ba đều không còn Nhân sanh khổ đoạn thời gian qua được quá nhanh đến sau cùng còn có mấy năm triệt để buông xả một phương hướng một mục tiêu cầu xanh tịnh độ thân cận di đà hiện tại gọi là di dân đến thế giới tây phương cực lạc người nào có thể đi người triệt để buông xả thì có thể đi có chút nào tham luyến thì không thể đi chúng ta hiểu được cái đạo lý này lý sự vô cùng rõ ràng do đây có thể biết có thể như nguyện mà đáp lại không Chính là chúng ta có chịu làm hay không Chịu làm Và người tu và người đi Không sót một người nào Cho nên Bồ Tát Giáo lịnh tu chỉ quán hai môn Tâm vô tạm thi tạm thi là gì tạm thời xem tạp đều không được một lòng một giả nhân chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đây là cái nhân của mười pháp giới quả là mười pháp giới là sáu cõi là ba đường chỉ cần chúng ta không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Quả báo của mười pháp giới sáu cõi ba đường Chúng ta liền vĩnh viễn thoát ly Không những chúng ta không thể đọa ba đường Chúng ta chân thật sẽ sanh đến thế giới cực lạc một đời viên mãn bồ đề vào lúc đó giống như chư phật như lai vậy ứng hóa ở mười pháp giới chúng sanh có cảm liền có năng lực đến ứng giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ liệt khổ được vui tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi